Dạ, thấy bà nội luôn á. Em còn thích chỗ chi còn khó. Có lẽ giờ anh lại nghe trên cái xe nó hỏi là thôi luôn, luôn không được yêu lại nữa. Mà nó hay quá hả? Con rịnh mà nó nghe hả? Cái đó. Dạ, tôi hỏi nè. Dạ, phải nha. Tôi lệnh cho mình á, đừng có yêu tôi nữa. Nó núp về, về núp núp vào bộ đó, lên chụp của người ta nè. Chuyện gì chị nói cái trời. Đó, biểu tôi lệnh cho nó sợ, cho nó nghe. Lại quay nó, cái cục nó nhìn nó giấu. Cái gì định thấy này có là đầu cục cái đầu lấy dấu lấy quà đưa nó đi giấu rồi. Cái thằng ảnh mà mèo lên trên trạm xá đó thấy mà treo bản gì đi chiến mắt của người nó biết nha chẳng vậy đâu của nó không ăn nè đi giấu là mình cho máu người ta mình tự nguyện cho không thì đúng rồi trời có gì đâu khó hiểu chị. Thì giống như là vậy nè ha, người ta bị tai nạn đi, cái xong nó mất máu, cái giờ có máu mình đưa máu không, cái mình rút ra mình bơm cho người ta, đó mình cho máu cho cái người ta có máu người ta tỉnh ta khỏe thôi gì. Hả? Hiểu rồi. Đó đâu rồi em bữa nhớ rồi, có nghe cái gì nè, nghe cái gì à? Hiến máu nhân đạo, đúng rồi hiến máu nhân đạo là cái đó. Đấy. Còn tỷ nữa là chú hai cần trái thận để mà chữa bệnh thì tất nhiên phải có người chết mẹ thận. Nó vô nó lấy đúng rồi. Chết mẹ rồi thì động ngổ rồi thì động ngổ rồi gặm trên miệng nè thì động ngổ rồi con kêu giấu xong qua giật của người ta nè à, ăn của người ta nữa kìa à, giấu nè chân gà